Này cuốn bảy nè nha, cuốn bảy mà dính nè. Mười mấy cái, 20 cái gì ạ. Mà anh bắt vô tới lưới được 2 con nữa nè. Hành với con vợ nè. Cặp luôn cả nhà, cặp luôn, bích lòng luôn. Cặp luôn. Không lấy nét biến quay đi. Chắc mình thăm mình không có quay nữa nha, giờ mình về qua mình cuốn bẫy chứ mình thăm nữa. Giờ mình về mình gỡ ra nè. Cuốn gì nghỉ cả nhà ơi. Năm rồi, mệt mỏi. Nó cũng còn dính im lắm cả nhà. Có chút xíu luôn. Chút xíu nè. Cột cái chuối luôn cả nhỉ. Cái này vô 2 con cả nhà. 2 con mà chết 1 con chà bá luôn. 2 con còn sống, 1 con chết, 1 con nè, chết 1 con ngày miệng hôm nè. Trời ơi, chút béo luôn cả nhà nè. Rồi, gắn.
Cái này dính cặp cả nha, cặp này, cái này cặp nữa nè, hai cái dính cặp này, cặp này nhỏ nha. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái dính được 10 cái cả nhà. Ở đây sau mình bắt cả nhà xem luôn nha. Nãy mình cũng bắt dọc đường á, mình cũng bắt được ha, đổ ra hai con nè, con dện với con hành ha, con hành cũng tầm, hành cũng tầm lắm nè. Ở đây rồi mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi ra nó đã bỏ vô cái này. Đi chỗ khác không? Không chỉ ra luôn. Quay mà đó làm gì? Con tiếp theo nha. Con đang sao vậy? Ngồi. Ghét mắt nhỏ nhỏ cho hầm. Thank you.
cũng vô một cặp nữa nè, chết một con. Ôi ô con nó ngu kìa, bò ngang đó, mấy nãy là tất thôi tối luôn nè. Dạ. Mấy ơi mấy ơi chuột nè. Nắm cái đùi nó kéo ra. Nó bò kìa. Rồi. Rồi, cũng ngon lắm cả nhà. Như đây cả nhà ơi. Tiệm sữa cả nhà, hai con cũng bự lắm nha, thôi nha, chắc cũng 4-5 kg, 4 kg vậy cả nhà, 4-5 kg vậy cả nhà, thôi cũng kết thúc clip đây luôn cả nhà ơi, rồi chào tạm biệt cả nhà nha.